Bí quyết để chúng ta nuôi dưỡng và phát triển đam mê của con, cách đầu tiên đó là chúng ta dành thời gian quan tâm đến trẻ. Cách thứ hai đó là chúng ta hãy hướng dẫn con mình để nó được làm những việc nó yêu thích. Cái thứ ba là chúng ta hãy làm ra một cái môi trường để nuôi dưỡng, và đó là ba cách. Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Thứ nhất là về quan sát xu hướng. Đối với đứa bé mà từ 0 đến 6 tuổi thì xu hướng của nó về cái bản năng là ăn uống ngủ nghỉ, cho nên là nó sẽ đói khát và tham lam, là nó bạn gì nó ăn đó, nó bạn gì nó uống đó, nó đói nó ăn, khát nó uống, và nó tham lam thì nó đói, nó cứ thấy là nó đói thôi, là vì thấy và đói, đói cũng được là khóc. Thì vô tình trẻ em con của chúng ta đó nó tạo lên hạt giống. Nên là giải pháp với trẻ những lúc này là chăm con làm sao để nó bớt khóc, bớt đói. Tại vì cứ mỗi lần nó khóc, nó đòi thì nó đồng nghĩa với việc là nó thiếu sự quan tâm. Từ 6 đến 12 thì nó tập trung vào sân giận. Nó giận dỗi, nó hơn thua. Nếu mà chúng ta biết gieo hạt ở cho trẻ thì chỗ này chúng ta làm như sau. Việc thứ nhất là vì bé nó hơn thua cho nên chúng ta không nên tập, mà chúng ta nên treo giải. Vì nó muốn hơn thua, thế khi mình treo giải thì nó làm để đạt được giải, làm để đạt được giải, làm được giải. Vậy thì càng làm nó càng có giải, và càng làm thì nó càng hoạn được cái sở thích của nó. Vì nó hay sân giận, vì nó thích hơn thua, vậy hãy cho con mình điều nó muốn, và gì ạ? Hãy nhờ nó dùng những thứ mà nó làm tốt dạy lại cho bạn, nhờ nó dùng những thứ đó dạy lại cho anh chị em. Ok? Và khi chúng ta nhờ nó như vậy thì có nghĩa là đang gieo hạt. Trên nuôi dưỡng được đam mê là con của mình làm tốt điều gì đó và nó dùng từ đó dạy cho người khác, đó là bí quyết. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào.